Netizen Trung Quốc say lòng trước hương vị đậm đà của cà phê Việt Nam như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Cà phê Việt Nam thực sự có rất nhiều quán cà phê ở Việt Nam. Văn hóa đồ uống ở đây thực sự phát triển. Các bạn thích cà phê có thể đến Việt Nam để thưởng thức." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Quả thực, không chỉ cà phê, tôi nghĩ đồ uống khác của họ cũng ngon. Đây là nét đặc trưng của Việt Nam. Việt Nam đặc biệt hoàn hảo. Tôi cũng là người Việt Nam. Vậy tại sao bạn lại đến Trùng Khánh, Trung Quốc? Ý tôi là tại sao lại rời khỏi một nơi hoàn hảo như vậy? Tại sao đàn ông Trung Quốc không bao giờ muốn về nhà sau khi sang Việt Nam? Những người lính từ thiên đường lạc vào thế giới phàm trần. Nói một cách đơn giản, anh cảm thấy rằng mình có thể làm lại. Tôi cũng đã đến đó và không muốn quay lại. Không, tôi không nghĩ có sự khác biệt nào cả. Tất cả mọi thứ đều vui vẻ và có thể bạn chưa chơi đâu cả. Buffet hải sản ở nhà hàng siêu ngon, mỗi lần đến Hà Nội là phải check-in. Đây có phải là quán cà phê ở Hà Nội không? Cá nhân tôi nghĩ nó ngon, chủ yếu là vì tôi có thể nhận ra một loại gia vị thơm ngon. Ở Việt Nam, tôi thấy mì bò và mì gà ngon nhưng các nước khác thì không. Bạn đã đến Đà Nẵng chưa? Tôi là người Việt Nam. Tôi ở Nha Trang. Có cơ hội du lịch Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng hay lắm. Blogger Big Browser đang ở Việt Nam và khách hàng mà anh gặp đều là người Trung Quốc. Chưa kể Việt Nam tốt. Tôi sẽ về Việt Nam, nếu không về Việt Nam thì không chuyển được tiền. Tôi sắp đến Đà Nẵng. Tôi có thể giới thiệu một số món ăn ngon được không? Bây giờ tôi ở Đà Nẵng. Đà Nẵng thực sự thoải mái, đồ ăn, đồ uống và vui chơi đều tuyệt vời. Đà Nẵng rất tuyệt, lần sau có dịp tôi sẽ quay lại. Mình đã đi cả Nha Trang và Đà Nẵng. Sữa chua rất ngon. Tôi đã sống ở đó được 8 năm, và đã vài năm kể từ khi tôi trở lại Trung Quốc, nhưng tôi rất nhớ những ngày ở đó. Mỗi ngày tôi đều thấy thoải mái và vui vẻ, đặc biệt đối với một người như tôi, người đã học nói tiếng Việt sau khi rời khỏi đó. Tôi có nhiều bạn bè ở đó. Tôi đã gặp bạn. Xin chào, tôi đến từ Việt Nam. Chỉ cần nhìn vào IP của bạn là biết. Tôi cứ vô tình gõ vào thôi. Thật khó để tôi nghĩ rằng người Việt Nam, các bạn có thể giao tiếp bình thường với người Trung Quốc chúng tôi. Hiện nay có khá nhiều người Việt Nam có thể nói được tiếng Trung. Có khá nhiều người học tiếng Trung và xem phim truyền hình Trung Quốc. Phần mềm Trung Quốc đã trở nên phổ biến hơn. Bạn cũng biết đây là phần mềm của Trung Quốc sao? Tôi thích đăng gì mỗi ngày? Hoặc gửi trong một nhóm. Mình đi Đà Nẵng mấy hôm đồ ăn gì cũng chua ngọt, về cũng sụt mấy cân. Mọi người đi theo nhóm không có lựa chọn nào khác. Các nhà hàng Trung Quốc ở đó ngày càng đắt đỏ. Bạn đã không đến một nơi tốt rồi. Hải sản rất ngon. Tôi sụt cân do thời tiết khô nóng ở Việt Nam. Sau khi về Quảng Đông, cân nặng của tôi sẽ tăng lên do độ ẩm. Những thứ này có ngon không? Tôi chưa tìm được quán nào ngon, hải sản, lẩu, nướng. Có quá nhiều món ngon, ngon hơn Hà Nội rất nhiều và hải sản cũng rất nhiều. Việt Nam thực sự là một quê hương hạnh phúc. Đặc biệt là đối với một người nghiện cà phê như tôi. Chúng tôi đã đến Việt Nam năm ngoái và năm nay chúng tôi sẽ lại đến đó. Tôi cũng muốn đi vào năm sau. Giá cà phê thực sự thân thiện. Tôi cảm thấy người Việt Nam không có nhiều áp lực. Vâng, họ hạnh phúc hơn. Những người Việt Nam tôi gặp đều chân thành và thân thiện. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có rất nhiều quán cà phê 24 giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuối tuần, bạn có thể uống rượu với bạn bè đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Tôi nên uống bao nhiêu tách cà phê vào thời điểm đó? Chỉ cần gọi đồ uống là được. Tôi không thể quên ly cà phê tôi đã uống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy quán nào cũng có cà phê ngon. Tôi là người yêu cà phê. Tôi nhớ các bạn ở Việt Nam rất nhiều. Tôi từng sống ở Việt Nam. Tôi cũng là người Việt Nam. Quả thực, ở Việt Nam khó có thể quen với việc ăn uống. Nhưng cà phê thực sự rất ngon, rất chân thực và có hương vị rất đậm đà. Bạn cũng có thể mua rất nhiều loại cà phê ở siêu thị. Nếu ngay từ đầu không cho trâu ngựa uống cà phê, thì trâu ngựa sẽ có thêm sức lực để làm việc. Để hỗ trợ việc xuất khẩu vốn của Trung Quốc, chúng ta không thể để người nước ngoài kiếm tiền cho Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng có thể tham gia vào ngành này. Cà phê truyền thống bạn mua và tự pha sẽ không ngon, bằng việc đến nhiều quán cà phê khác nhau để nếm thử những hương vị khác nhau. Thứ tốt nhất bạn có thể gọi là cà phê. Người Việt từ nhỏ đã ăn các món thịt luộc nhẹ, ăn nhiều rau củ quả tươi không dầu. Uống cà phê và trà ít béo vào buổi sáng nên người bình thường ở Trung Quốc, nếu uống đậu nành nhiều chất béo sẽ không tăng cân. Nhưng sữa,
bột chiên, cháo thịt vào buổi sáng, ăn thịt, trứng sẽ khiến bạn tăng cân. Nên đàn ông, phụ nữ, trẻ em Việt Nam đều có vóc dáng cân đối, ưa nhìn. Ai đã nói với bạn như vậy? Tôi lớn lên ở Việt Nam và sau đó, sống ở Trung Quốc 40 năm nên tôi biết hết thói quen sinh hoạt của Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam vẫn có người béo và người không ưa nhìn. Đừng khái quát hóa, riêng chi nhánh của tôi có khoảng 400 người. Theo bạn nói, Trung Quốc có gần 200 triệu người béo và xấu thì không sao, nhưng ở Việt Nam không thể nào có hàng trăm người béo và xấu được. Ngoài ra, người Việt có thói quen uống cà phê, trà và ăn thịt nhẹ, ít béo. Chẳng phải món ăn này phù hợp với hầu hết mọi người sao? Nhân viên văn phòng Trung Quốc bình thường hầu hết các buổi sáng đều vội vàng, ăn sữa đậu nành, cơm canh, bánh bao hấp, bột chiên, cháo thịt, bánh bao thịt, sữa, trà sữa, vân vân. Tăng cân bằng trà sữa và những thứ tương tự chẳng phải dễ hơn cà phê, trà và phở sao? Tại sao video của bạn đột nhiên thu hút được nhiều người Việt Nam đến vậy? Tất cả đều là sự thật. Tôi luôn đến Mi Suebing Chen để uống, có một nhà hàng cách đó chỉ vài bước chân. Nếu không hiểu thì cứ hỏi, tôi thấy ở Việt Nam, có một hiện tượng và không hiểu tại sao họ đều quay mặt ra đường khi đang uống cà phê và ngồi trước bàn. Nhưng tất cả chúng ta đều mặt đối mặt hoặc quay mặt vào nhau một góc 45 độ. Đây là văn hóa, bạn cảm thấy rất thoải mái khi đến đó. Cà phê Việt Nam có nhiều loại và mỗi loại đều có hương vị đặc biệt thơm ngon. Tôi cũng muốn đến Việt Nam. Tôi yêu cà phê. Bây giờ mua vé máy bay không đắt lắm, bạn có thể đi chơi. Pháp từng đô hộ Việt Nam nên ở đó luôn có không khí lãng mạn. Nước hoa, cà phê và sự gợi cảm của các cô gái đều giống như ở Pháp. Giống như More Store lãng mạn. Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt. Thực ra người Việt Nam khá tốt, phụ nữ nhiệt tình hơn nam giới rất nhiều. Tôi cũng thích đến quán cà phê ở Việt Nam, siêu thoải mái và giá một tách cà phê ở Trung Quốc, có thể uống được cả tuần ở Việt Nam. Nên đến thăm Đà Nẵng, thật đáng giá. Lần sau tôi phải đến Việt Nam. Chào mừng đến Việt Nam. Tôi mới về Việt Nam được 2 tháng. Tôi uống cà phê với các bạn cùng lớp mỗi ngày. Lần trước về Việt Nam tôi có mua một hộp cà phê, và để hết hạn sử dụng và tôi vẫn chưa uống. Tôi chân thành khuyên bạn nếu không uống cà phê thường xuyên thì đừng mua. Vâng, cà phê thực sự rất chân thực, mặc dù cà phê ven đường cũng ngon. Nó có vị rất tệ, chỉ cần thêm sữa đặc vào cà phê sẽ ngon hơn. Chỉ những người thường xuyên uống trà sữa mới nói cà phê Việt Nam ngon. Tôi mới phát hiện ra ở Trung Quốc có rất nhiều người Việt. Tôi ở đây nhưng tôi không thể tìm thấy họ. Tôi chẳng thích gì ngoài gái đẹp Việt Nam. Lần thứ hai đến đó, tôi thích rượu gạo nhà làm ở Việt Nam, ngọt ngào lắm. Đối với cà phê ven đường, nước trong cốc sau khi người khác uống xong sẽ được rót đầy cho người tiếp theo. Bạn có thể xin cô ấy một chiếc cốc dùng một lần. Việt Nam rất an toàn và hạnh phúc. Rất an toàn sao? Bản thân người Việt cũng không tin điều đó. Ít nhất con gái tôi và mẹ nó thường dặn tôi phải cẩn thận chuyện này chuyện nọ, nhất là vì họ cũng tin vào những chuyện như bắn pháo hoa ở Trung Quốc. Đó là một trạng thái tinh thần khiến bạn phải cẩn thận. Kể cả khi bạn đi công tác ở quê, người nhà vẫn không nói cho bạn biết sao. Chưa kể rào cản ngôn ngữ. Hiện tại, Đông Nam Á và Việt Nam được đánh giá là rất an toàn, không có nạn lừa đảo, bắt cóc hay ransomware. Bạn muốn loại bảo mật nào? Dựa trên những bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam, có thể rút ra những kết luận sau. Nhiều netizen Trung Quốc bày tỏ sự yêu thích đối với cà phê Việt Nam, từ cà phê ven đường đến cà phê trong các quán. Họ đặc biệt thích hương vị đậm đà và sự đa dạng của các loại cà phê, cũng như mức giá hợp lý so với Trung Quốc. Đặc biệt, nhiều người đánh giá cao không gian thư giãn của các quán cà phê Việt Nam và sự dễ chịu khi ngồi nhâm nhi cà phê. Ngoài cà phê, nhiều netizen cũng nhắc đến đồ ăn của Việt Nam, từ hải sản đến các món mì. Họ cho rằng đồ ăn Việt Nam rất ngon, phong phú, đặc biệt là các món ăn nhẹ và ít béo, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Các netizen nhận thấy người Việt Nam chân thành, thân thiện và dễ gần. Một số người đã sống lâu ở Việt Nam cũng cảm thấy gắn bó và có nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng có những người nhận thấy rào cản ngôn ngữ và văn hóa khi giao tiếp giữa người Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc thích đến các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hà Nội và Nha Trang, nơi họ có thể thưởng thức các món ăn ngon và tham gia các hoạt động giải trí. Một số người đã quay lại Việt Nam nhiều lần và vẫn muốn tiếp tục khám phá. Một số netizen cho rằng Việt Nam là một nơi an toàn, nhưng cũng có những người vẫn lo lắng về an ninh và được người thân cảnh báo phải cẩn thận khi ở Việt Nam. Tổng thể, các netizen Trung Quốc có ấn tượng tốt về văn hóa cà phê, ẩm thực và con người Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là một điểm đến du lịch hấp dẫn với chi phí hợp lý.